Yo, hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Play Together. Thì có thể mọi người đang tự hỏi, đây là ai? Thì thực ra đó vẫn là mình, Long Hamster của mọi người đây. Chỉ là cái bộ dạng của mình nó có hơi khác một chút. Để mình giải thích cho mọi người nghe. Thì thực ra hôm trước có một bạn fan đã nói cho mình một cái mã code mà nó tặng cho mình 100 kim cương ấy. Thì sau khi mình nhận được 100 kim cương, mình đã lập tức đi đến cửa hàng. Mình đã mua tóc giả này, mua bộ đồng phục hầu gái này, kính râm này, ba lô này. Nói chung là mình đã tiêu khá là nhiều tiền cho cái bộ này. Và mọi người tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy. Xin thưa với mọi người, bây giờ chính là thời đại nào rồi? Thời đại này thằng con trai nào chơi thích trẻ gái chứ? Và mình cũng xin khuyên mọi người một điều luôn là mọi người đừng nên tin tưởng những ai trên mạng xã hội hay là những con game online các kiểu ấy. Có khả năng là cô bạn gái online của bạn chính là một thằng đực rựa. Đấy, ngay cả cô gái xinh như mình cũng cũng là một thằng đực rựa. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì? Thì hôm trước mình đã làm được 500 kim cương. Thì thực ra đây chính là thành quả sau những thời gian mình chờ đợi con game này bảo trì. Thì sau khi mình đợi con game này bảo trì xong, mình đã được thưởng lương là 500 kim cương. Hình như là 520 kim cương thì phải á. Nên trong video ngày hôm nay mình sẽ dùng số kim cương này để mà đi mua xe. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi mua xe với số kim cương này. Bây giờ là mình sẽ hướng thẳng đến cái chỗ này. Chúng ta sẽ mua xe ở đó. Ban đầu mình cũng lưỡng lự đi chứ, nhưng mà mình đã để số kim cương ở đó một ngày luôn, nhưng mà mình không biết cần phải xài cái gì với nó cả. Nên thôi kệ, chúng ta sẽ mua xe. Đây chính là cửa hàng xe. Và đây chính là cái xe đắt nhất, trị giá 12.000 kim cương. Tất nhiên là mình sẽ không mua nó rồi. Mình sẽ mua con xe nào đó mà mình có thể mua được. Con xe này thì sao? Oh yeah, màu đen sang trọng nhưng mà 54.000 tiền lận. Xe màu đỏ thì 540, còn xe màu vàng thì rẻ hơn rất là nhiều luôn, 432 kim cương. Sau khi mình mua con xe này á là mình sẽ còn dư hơn 100 kim cương lận, nên không sao hết. Yo, yeah, mình đã có một chiếc xe mua trần màu vàng. Yo, xe 4 chỗ lận ấy. Mà mình không hiểu tại sao hôm nay là không có nhiều người vào chơi chung với mình nữa. Chắc là do hôm qua mình off một cái ngày ấy. Ồ này, thêm 20 kim cương nữa. Ủa gì thế? Oh, đây chính là những cái món đồ mà mình sẽ dùng cho con thú cưng của mình hay sao đấy. Vô, chúng ta sẽ thử dùng chiếc xe mới. Đây, chiếc xe mới của mình. Oh, thật thú vị. Để xem nhanh cỡ nào. Oh, nhanh đây, nhanh đây, nhanh đây. Ok, vậy là ngon rồi. À được rồi, video ngày hôm nay không phải chỉ là mua xe, chúng ta sẽ làm một thứ khác nữa. Hiện tại là mình có tận mười mấy quả trứng hay sao ấy, 12 quả trứng các bạn ạ. Bây giờ là mình sẽ ấn vào thử một cái quả trứng bất kỳ, như là trứng meo meo đi, trứng meo meo. Và bây giờ là mình không biết cần phải làm gì với nó, hay là mình ấn tương tác với nó, không muốn làm gì bây giờ. Hình như mình xem trên mạng á, là mỗi khi mình ấn nó sẽ cho mình một cái yêu cầu nào đó. Và nếu như mình thực hiện nó thì nó sẽ càng nhanh nở hơn. Đúng vậy, mèo nở từ quả trứng. Giờ chúng ta sẽ làm gì với nó nào? Để mình về nhà mình trang bị cái coi. Vô, chúng ta đã về nhà. Để coi. Đây, mình sẽ để cái... đây, chính là cái bồn tắm của con thú cưng mà mình đã nhận được. Chúng ta sẽ làm gì đây? Mình còn khá là nhiều đồ nữa nhưng mà mình chưa trang trí. Hồi nãy là mình nhận cái gì? Để mình xem thử trong cái cửa hàng nội thất coi là mình cần phải mua gì cho thú cưng. Giường hoa thú cưng này, chúng ta có thể mua giường cho nó. Mình sẽ mua cái này, hình như đã đang được thịnh hành, yêu thích thì phải. Chúng ta sẽ mua nó. Chúng ta đã có giường, bồn tắm là mình đã có cái này rồi. À đúng rồi, còn cái hàng rào thú cưng là cái gì vậy? Cỡ L này, là cỡ lớn hay sao ấy? Chắc là cái này được rồi, chắc cái này được rồi hay sao ấy? Cái này tuy nó đẹp hơn nhưng mà nó đắt gấp đôi. Chúng ta không chơi như vậy, chúng ta chơi hàng ghế bèo thôi. 3.003, let's go. Và mình chỉ có thể giam được 3 con thôi đó. Coi, hình như chúng ta hết rồi. Hết rồi. Đó là những gì chúng ta cần cho một con thú cưng. Đây, chính là cái giường. Rồi đó phải không? Và thêm cái gì nữa? L. Mình nghĩ là cái này không thể nào để ở đây rồi. Ở đây là không có được rồi đó. Mình đang ngẫm nghĩ, mình đang suy nghĩ. Hay là... ở đây coi, ở đó đi. Rồi chúng ta sẽ dời cái chỗ này qua. Và cái bồn tắm mini đó, chúng ta sẽ dời nó qua cái bên chỗ đó luôn. Let's go. Vậy là đã xong cái ổ cho thú cưng rồi đó. Ngon. Rồi, để mình test thử coi mình cần phải làm gì. Không muốn làm gì bây giờ. Hiện tại là cái quả trứng nó không muốn làm gì hết. Ở đây, mình có thể cho thú cưng tắm, cho quả trứng nó tắm. Mình có thể cho thú cưng ngủ, cho quả trứng nó ngủ. Nhưng mà chả biết bao giờ nó nở, bởi vậy mới chán, không muốn làm gì bây giờ. What? Tôi phải làm gì với nó? Đúng rồi, đây rồi. Chúng ta có thể thả trứng vào đây. Ok, trứng gâu gâu này. Rồi thêm cả trứng mèo này. Còn trứng cao cấp này. Ba là trứng khác nhau. Ấn nút trái tim này là mình sẽ yêu thương nó hả? Cho uống sữa. Quà thưởng là một cái vương miện với lại 5 trái tim.
Ok. Bla 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 gì đó. Ồ, chúng ta được tặng đồ. Phần thưởng đặc biệt. Rồi, chúng ta sẽ cho nó uống sữa. Hả? Ồ là đã, cái đó là mình có cần mua không ta? Hồi nãy là mình nhớ là mình có nhận được cái đó hay sao? Ê, chăm thú cưng. Đấy. Vậy là mình cần phải đợi sao? Ồ, nó uống sữa mà mất 18 phút lần hả? Mà không sao hết, chúng ta chỉ cần bỏ ra 4 kim cương là chúng ta có thể skip được giai đoạn này. Bỏ ra. Rồi. Hay. Vô. Nó đã uống sữa xong rồi. Để xem bây giờ nó muốn cái gì nào. Tụi bay muốn cái gì? Ồ, 5 trái tim. 5 trái tim hả? Chăm thú cưng cho uống sữa. Ủa, chăm thú cưng mà đắt đỏ như vậy luôn sao? Mình không hiểu. Ờ, hình như còn trống một chỗ này. Ê, hình như là mình không thể nào thả được con thú cưng mà mình đang sử dụng. Mình cần phải bỏ nó ra. Trứng gâu gâu này bỏ nó đi. Sau đó mình có thể bỏ nó vào đây. Đấy. Rồi, chúng ta đã có 3 quả trứng. À, bây giờ là tới giai đoạn tiếp theo. Cho uống sữa nữa hả? Cho uống sữa nữa hả? Ôi ơi, tốn 200 tiền sao? Cái gì? What? Được rồi, bây giờ tôi đang khá là bối rối đây. Tôi không biết là mình sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Với cái tụi này này, trứng meo meo 200 tiền. Được rồi, chúng ta sẽ thử một lần. Bắt đầu chăm sóc. Rồi đấy, bắt đầu chăm sóc. Nhưng mà 30 phút. Trời ơi, 30 phút mọi người ạ, 30 phút. Rồi đã. Mình quên. Chúng ta có thể xem quảng cáo. Tại sao hồi nãy mình không để ý ta? Nếu mình xem quảng cáo là mình có thể được free luôn. Đó. Vô. Đã giảm xong 30 phút cho con mèo rồi. Đâu? Yeah. Ôi. Hả? Ôi giờ phải làm sao? Giờ phải làm sao? Để mình hỏi mọi người coi. Ủa mọi người, mình phải cho nó đụng một thanh chiếc tiêm trứng mới nở sao? Có phải không vậy? Mỗi lần mình chăm nó là mình chỉ có được 5 trái tim thôi đó. 5 trái tim thôi mà nguyên một thanh như vậy đây. Ôi. Đúng rồi anh, đúng rồi. No, mình không muốn chấp nhận cái sự thật này. Yo. Cuối cùng chúng ta đi đến được nửa cây sao rồi. Đấy. Tại sao mình ngu vậy? Trời ơi, nãy giờ mình không có. Trời ơi, hối hận thực sự ấy mọi người. Nhưng mà không sao, nãy giờ là mình chỉ tốn thời gian xem quảng cáo thôi. Trời ơi. Ở xong chưa? Xong luôn rồi này. Xong luôn rồi này. Trứng nở, trứng nở. Oh yeah, mèo Mỹ lông ngắn. Hồi nãy giờ mình không có chăm sóc kiểu khác, bởi vì có được 5 tim thôi à. Rồi, chúng ta có đặt tên cho con mèo được không? Để coi con mèo của mình đâu. Lôi nó ra nào, lôi nó ra. Con mèo. Con mèo đâu? Đây. Mèo Mỹ lông ngắn, nhưng mà how to đổi tên ta, cho mình xem coi. Đổi tên bé như thế nào mọi người? Đổi tên như thế nào? Trả lời đi. Hãy trả lời đi. Bấm vào con bé hả? Trời ơi, nãy giờ không để ý. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đặt tên cho con mèo là gì? Mình tự hỏi. Đây chính là cái tên mình đặt cho con mèo. Đây rồi. Hay là, đúng rồi. Hay là chúng ta ấp nở hết 2 quả trứng còn lại đi. Đúng rồi. Nãy giờ là mình tốn thời gian cho hèn chi. Hiểu rồi. Để coi, con này. Ôi trời ạ, đang ngủ. 48 kim cương. Bạn thua tôi. Ủa, 700 tiền. 700 tiền thực sự là nó không có đắt cho lắm. Xong phim. Vô. Chúng ta đã chăm sóc được 2 con thú cưng rồi đó. Để nó ngủ thôi. Khá là lâu mọi người ạ. Thực sự sẽ khá là lâu đây. Ít ra chúng ta đã có được con bé đầu tiên rồi. Chính là con mèo. Đây. Con mèo của mình đây. Ha ha. Giờ chúng ta sẽ làm gì ta? Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ đi thăm nhà fan coi. Mình sẽ thử làm như vậy. Chúng ta sẽ đến với chuyên mục thăm nhà fan. Được rồi, mình sẽ lôi cái xe 432 kim cương của mình ra. Mình đọc cái tên như vậy có hơi khoe khoang. Ủa tại sao không có ai biết là mình đang ở ngoài vậy ta? Để mình đi thăm nhà một số bạn coi. Let's go.
What? Gì đấy? Nhà trống trải thế? What? Cái gì thế? Hình như là nhà của bạn này nè. Nhưng mà bạn này không có bỏ tiền ra để mua những cái đồ nội thất trong nhà hay sao ấy. Hình như là chỉ bỏ tiền ra để mua trang phục thôi. Thực sự là căn nhà này không còn gì khác hết trơn. Được rồi, chúng ta sẽ qua căn nhà tiếp theo. Được rồi, chúng ta đi nào. Đây chính là nhà của mình không quen biết. Mình sẽ kiếm nhà ai đó mà mình quen biết coi. Là Min nè. Đây chính là tên của một bạn fan này. Để mình vào nhà thử coi. Thực ra là mình nhớ hết tên những bạn fan đó cho chung với mình á. Đây chính là một người lạ vào nhà. Ố, gì vậy? Đuổi tôi ra khỏi nhà. Chắc là bạn này bà thoát ra ngoài hay sao rồi. Chắc là không có tìm được tung tích của Long Hunter nên thoát ra hay sao rồi. Kỳ thế. Nhà nào đây để mình kiếm coi. Chiếc xe của mình đây. Đây chính là nhà của một bạn fan nè, nhưng mà khóa cửa rồi. Oh no, mình vô không được. Cái gì? What? Ảo diệu vậy? Ít ra trong đây có đồ nội thất các bạn ạ. Trong đây vẫn có đồ. Và hình như là bạn này cũng chơi cái kiểu này nè. Đấy, cái kiểu đi xuyên tường. Vào đây, let's go. Yo, chỉ cần làm các mẹ này thôi là các bạn có nguyên một cái sân vườn rộng phía sau đấy. Đó, và chúng ta có thể câu cá trong đây. Nhưng mà bây giờ mình không có thời gian. Ê, hình như là nhà của một bạn fan nhưng mà không có kết bạn với mình thì phải á. Chính là bạn này này. Có phải fan không ta? Không biết nữa. Để mình vào nhà thử coi. Let's go. Yeah, nhà thì rất là to nhưng mà chỉ có một sao thôi à. Ở trong đây chúng ta có từng loại cá nhưng mà hình như là vẫn chưa đủ cá mọi người ạ. Và chúng ta có một cái sân phía sau đây. Yeah, let's go. Và đây chính là một cái chỗ bí mật đây. Cái chỗ bí mật. Cái chỗ này là không thể nào đi được. Cái chỗ này nếu như mình không có áp dụng cách như hồi nãy là mình sẽ không thể nào đi vào đây được. Xung quanh đây chỉ toàn là những bức tường thôi. Đó. Vô, hay chưa? Rồi, trong căn nhà này không có gì đặc biệt hết. Vẫn còn khá là trống trải mọi người ạ. Hình như là vẫn trong giai đoạn sửa nhà. Rồi, chúng ta sẽ qua căn nhà tiếp theo. Đây rồi, chúng ta có nhà của một bạn fan này. Vô, để coi. Wow. Wow. Đúng rồi. Vẫn có cái này nữa này. Vẫn có cái này. Chính là cái chỗ bí mật phía sau đây. Yeah. Hình như phía trên nó áp trứng thì phải á. Để coi. Và trên đây chúng ta có một cái giường. Một con cá heo không vây. Vương miệng. Trời ơi. Phía trên kia thì cá mập mọi người ạ. Rồi. Cũng không đặc biệt cho lắm. Tại vì căn nhà này ít đồ quá, không có mấy món đồ hay ho để mà chơi cùng. Được rồi, thì mình xin kết thúc video này đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy cho một like, một share và đừng quên subscribe cho mình và đừng quên cái chuông để nhận thông báo được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.